Many thanks to Tim Dole Dental for the gift of an iPhone 15 Pro Max. Video thu bởi camera Insta 360 độ đeo trước ngực làm body cam cùng với ba cái iPhone 12, 13 và 15 Pro Max. Earphone required. Trời ơi, bông đẹp quá nè. Gì mua. Wow. Màu tươi đẹp quá. Dì Hà nó để dì Hà gọi qua chơi. Chị Mai. Trời đất ơi, qua nào vậy? Hôm qua. Qua hả? Dạ. Khuya. Sao không ở bệnh lo làm lễ qua đây làm gì? Lễ gì? 30/4 á. Là rồi, xong rồi. Làm rồi bệnh hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái đó là ừ, tôi không có nói sao chạy chừng nào qua đây. Sao sao đi. Sao là nhét này qua. Tôi nói nó gọi lóng lại chơi. Kì rồi cho dựng một cái à, đâu vậy? Cắt là tôi bảo. À, tôi qua tao mừng chứ cái gì đâu. Tôi vừa qua thông báo mà tôi nói. Chà. Hình như nghe mùi có một hai lon gì vô mình nữa hả? Ừ. Nghe mùi. Tới cho vô nhà chơi. Không được, vô tổng cho các cổ hỏi ở nhà ai đây? Trời ơi, không được. Mai ở gần rồi chị hỏi nè. Chưa. Năm vừa mới 54 tuổi mà chưa. 64 hả? Bảy chục, bảy mấy. Hai chồng về hưu hết rồi. Gì đây vậy? Hỏi rồi qua con. Mang cầu nhà. Dạ. Mãn cầu nó qua. Sáng phải. Sáng con gạt. À đó, đó. Có trái mềm. Mềm. Đó, mềm. Con nó đi. Đó. Ngon, ngon. Mà cái lon để con lon ngã tù mà đi mang đồ súng súng có hai cây vô đâu. Vô. Chồng Mai phải không? Chồng Mai hả? À thì nhớ. Đi con dẫn trời dạ con đi. Tôi nói hôm nay tôi nói Mai tôi nói có lắm rồi vui. Vô con. Tức mình tới đó. Trời, xe đạp. Ồ, ngày mai tôi mua giấy số xuống. Nhắc là có liền hả? Ừ. Ờ, giờ cái xe đạp quá ngầu luôn. Ừ. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Để về ngon không? Wow, trời, xe quá trời. Trăm lòng nữa là chưa. Yeah. Đút tiền quá trời luôn hả? Xe đua không. Ừ. À. Con Vi đâu? Vi nó đi tiểu bang khá rồi. Rồi hả? Lên ghế. Rồi thằng à. Dạ. Rồi nào uống gì? À. Mai uống gì? Que được không? Que được rồi. Que. Không que mà. Que có con Mai nó lái mà lo gì? Không que là nước ngọt ở đây tao bỏ rượu tao đâu uống rồi tao. Uống yeah. Gì tao uống hết rồi. Que luôn. Que luôn. Sủ luôn. Que luôn. Chơi gì nào về nè. Mai về. Ở đây qua đâu chưa? Mới qua đúng không? Trời ơi, chú. Cậu bà lũ tao qua tao đi qua, tao đi chùa, thì bà lũ đi, tao đâu có đi được. Tao ghét thì nhớ bà vẫn thà đi xe đò, rồi ok. Dạ. Đi với bay thì lên ngồi lắm nhỉ. Đi về Việt Nam thì được. Thôi đó, no, về Việt Nam thôi, mười mấy tiếng, họ không chơi. Tôi cho bà đi, tao không đi. Dạ, chứ không dưỡng đi về mà hoài mà trước á. Dạ. Tôi qua đây gần 30 năm đi về có 3 lần. Dạ. Ngồi máy bay nó quậy lắm. Đúng rồi. Bà chị của Dưỡng ở đâu? Bà vòng vòng đây hả? Ở gì đó? Florida. Florida hả? Đây tao.
gì đó. Mình cháu tình hình sao? Tới 10 bữa rồi ha, ra tới 10 bữa không? Chưa đâu. Bánh chắc hết rồi. Bánh Nhật. Bữa thì Tết. Tết âm lịch là xong rồi. Xong hả? Dạ. Yeah. Thu hoạch vào Tết âm lịch. Mãn cầu này đáng lý là hết rồi đó, nhưng mà ém lại từ từ. Đây tôi trồng cây trái rồi quá, trúc rồi ô đầy nhà. Trồng cây gì vậy? Cây trúc, cây cầu hủ, cây gì ôi nhiều lắm. Trồng rau ăn, rau đủ, trồng cả nào. Trúc mà nằm trong chậu hay là thả trong đất? Thôi thả trong đất là thả mấy cây xanh kìa, thả xuống nó bò banh hết quá trời luôn. Nó sẽ lủi lên tùm lum hết. Sớm mà hả? Hôm qua còn sớm mà. Hả? Hôm qua còn sớm. Thì hôm qua chưa đạt đâu. Sớm cây dữ lắm mà. Phải nói rồi. Rồi, mình gặp lại. Nào qua bình lắm, chắc qua bệnh chở rồi biết cái thầy máy mai của thằng Đình Đinh Nì phải không? Cái chỗ mà có liên lạc với dưỡng gì? Rõ, không biết. Đi nói chuyện hoài thằng đó vậy thôi. Khi viết nó gửi máy mình bởi sửa về khỏi lấy tiền chạy vào mình gửi sao chứ không quen rồi. Nên này chồng nó phương, vợ nó phương. Nó gửi lên đây cho Dựng sửa rồi Dựng gửi ngược về dưới. Gửi qua cho nó sửa. Mình đưa cho nó sửa hả? Mình muốn lấy thì phải trả tiền trước rồi viết quen kêu gửi về đi, ta tính tiền sao nó ok luôn, vui. Đó dễ chuyện nó kêu bữa nào qua bển nó vẫn muốn cà phê. Tới cà phê uống gì nó là cà phê này đặc biệt. Thì người ta nói vậy biết không? Cà phê Cali. Cà phê Cali. Bánh gì? Bánh Nhật à. Buổi đi Nhật về đó, đi với mai bánh về đó. Kéo bánh ra. Dứt nè, ngon. Bánh này cũng ngon mà. Vậy rồi về máy dựng sửa bỏ lại cho tụi này hả? Hay sao? Tôi dựng cái máy nó cháy cái thùng ở dưới. Cái thùng điện tử thì mình đây xe thùng sửa không được. Phải gửi qua cho Đình Đinh Nì. Đinh Nì nó sửa. Sửa xong có 200 mình mới đưa cái số pho, đưa cái chết gì đó. Còn ngoái mình đi cái chết qua. Rồi sau này nó nói cái nó gửi về nhiều thứ nhưng qua cái chết nó không quay. Quen làm ăn đàng hoàng. Uy tín. Dạ uy tín. Nó rủ cái nào bánh chơi. Trời cho nó. I hope you enjoyed it. To catch us on our next video, see you next time. Thank you for watching. Let's go, Brandon. Let's go, Brandon. This video has been edited by iMovie Lord. Lamb Tram. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Có tóm một diễn tham. Càng nghe nhiều càng tèo, 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 tèo. Ta tiên đình, sư đoàn nhảy dù. Càng nghe nhiều càng tèo. Quan càng to, cu càng teo mo. Thằng lính dù nào nói khi nhảy dù chim không teo thằng đó xạo. Mà đa số chúng nó nói xạo thiệt.